sẵn đấy, là chỗ chỗ nào đó. Đúng vậy hả mẹ? Ngày hôm qua rồi nó đi bộ phía đây nó lấy tô á hả? Đi bộ cái đâu nó xe thôi, đi cái này ngày được nó dạo đời cái nó tuyệt diệu đó. Mà nó thật như nhậm nó lắm cái tiền dịch cái đức. Đức gì mày hả? Cái tiền nó mua đổi gì tiền khác nè. Ừ. Ủa tắt cho mẹ. Thôi rồi. Thôi rồi. Báo không? Bởi tao sớm người ta nhìn thấy chuyện này khác nè, tao không có chưa thiệt hỏi. Thì trưa hôm qua kia gì đó rồi nó lại nào mình đang ngủ mình đang mất cái kiểu rồi trở việc mình là lỡ kêu sao trở nó có kêu nó kêu lớn nó kêu vậy đó kêu kêu hả bộ cửa sao không đóng hay vậy nó nằm đây nè nằm ngoài trước không kêu kêu hả nông hay nằm đây nè ngủ nè rồi kêu có nói gì không nó nói gì đâu nó nói gì về nó lấy đồ đạc rồi nó đi 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 rồi nó có lấy quần lấy áo đi không nó giờ hai ba bước bộ nhưng mà tội cho nó mấy bộ ở nhà chợ cho nó lấy đắng cho nó đi có mùng mền gì không gì hết là đắng cho nó đi rồi có tính đem tivi này kia lại đắng cho chim sâu coi tivi không công nó công nhiều khi chị bà đi quên đóng cửa là nó dọn sạch à ôi cuộc sống nhà trọ anh cũng biết rồi đó phức tạp lắm sơ hở cái là bắt đầu á người cháu cũ nhà trọ nó quen. Rồi như vậy anh Long có tính là cho chim sâu ngủ ngoài đó hay là tính đi về? Tính về đây ngủ? Về đây hỏi bà mẹ coi gì vậy? Vậy lời sao? Ba mọc một lời luôn Ốc ơi. Thì, đó thì anh Long anh cũng nói rồi đó. Có gì nói thẳng anh luôn đi ông ơi. Nó nói luôn đi. Sao thì ổng già thì ổng cũng nói với nó rồi, nó không dạ. Cho gì à. Dạ. Nó ở với nhau thì nó ở. Này có anh Long đây thì ổng cũng trả lời thẳng thắn rồi. Ổng cũng nói gì không, nó không biết cho nó gì. Là ý Út đó là ở nhà trọ thì được ha. Thì nó ở nhà trọ nó làm gì nó làm. Là anh Long tới lui thì muốn làm thì làm. Còn Út thì không có cho gì đây. Ừ, chỉ cho anh Long về thôi chứ không cho anh Phụng về. Con mình thì mình bỏ đâu. Theo anh Long sao anh Long? Ừ. Mà theo anh đó là anh ở đằng nhà trọ đẳng luôn ha, nữa về đây rồi lâu lâu mới ghép lại thăm. Thì có khi về tới lui tới lui. Ừ. Không có rảnh thì nó đi bộ về đây, cũng hỏi đâu không về đây quýnh chút gì nó đi. Ừ. Mà em nói cái chuyện ngủ kìa, em nói chuyện ngủ kìa là ngủ ở đẳng hay ngủ ở nhà mẹ? Ngủ nhà trọ ha, rồi lâu lâu nhớ con với nhớ mẹ với nhớ Út về thăm thôi ha. Rồi rồi Út thấy anh Long quyết định vậy Út thấy sao? Út ý Út thì không muốn cho nó ở hả? Nhà ở đây thì về đây ngủ. Mà anh Long quyết định vậy Út thấy sao? Giờ quyền đó. Quyền không? Chắc là Út nghĩ là nó trong thời gian này Út cũng bệnh đó. Ừ. Thì cũng muốn anh Long ở đây thì săn sóc Út săn sóc đúng không Út hay là làm sao Út? Tại ý của Út muốn con mình gì ở đây nó ở với mình chứ không có ở đâu. Tại như ở cái Vĩnh Long thì nó ở đâu nó ở, còn về đây thì có nhà có cửa thì ở nhà cửa không có ở đâu. Mà anh Long về đây chắc tối là ông bà điện chắc cháy máy luôn. Không, cũng rỡ con cái. Không, cũng có nói mà. Nếu cũng có nói, nếu giờ điện lần một thôi, tức tôi ngủ đừng có điện. Ừ. Nó điện đó. Út có dự định đi khám bệnh không? Giờ kêu anh Long chở đi. Thuốc.
mày đỡ được, chứ một là nó áp chế cái bệnh được, chứ mình để lâu dài dài sợ út bệnh nó nặng thêm á. Mà lúc trước là út bệnh là vẫn ăn uống được. Ăn uống mà như lúc cháo trắng đồ ăn. Dạ. Là bị út bị từ hồi hôm qua. Hôm qua đi ăn trước mua đồ ăn. Rồi sao nó mệt mệt cái đi vô nhà nhỏ thằng em ở nằm đó. Dạ. Yeah. Nằm đó một chút rồi nó dán đi về nó dán bằng đồ ăn. Xây sẩm ha. Bằng đồ ăn sẵn rồi ổng rồi bắt nồi canh lên thì kêu ổng nấu. Thì nằm luôn tới giờ. Dạ. Yeah. Hôm qua út cỏ nha. Có như nhận nhận mất ói vậy đó thì tối ngủ cũng không được, bởi vì mắt không quên. Hèn chi nãy con thấy ghé thấy lòng giờ cũng đang gối chí rồi. Không bị tính sao? Thấy tính sao lòng? Tính sao? Chút thì hết tóc rồi con ơi, hết cho nó gọn. Hết tóc cho mẹ vui đi anh Long ơi. Mẹ vui cho mẹ mau hết bệnh. Ngộ suốt rồi, lần kia hút tóc cái chằn ngay vậy đó. Kêu từ trời ơi, ảnh với chị Diêm sau kia hút tóc chằn ngay. Hai người cùng sợ hết. Mẹ kể cho nghe đó, bển mỗi lần ảnh qua nó thấy tóc ảnh dài, cái nó đi hút tóc thì mẹ cho 50.000 về hút tóc. Là đi liền phải không? Đi liền về mà cũng không hết luôn, ăn hết 50.000 đó rồi, xài hết 50.000 đó rồi là không hết. Cái vài bữa nữa qua nữa, nói ủa 50.000 nó không có tóc mà để tóc về trời. Cái cực cừ vậy đó. Cái tiền là về cái móc là cho 100.000. Nói về 100.000 này là phải hết cái đầu. Không hết cái đầu gì qua đây tao cạo. Vậy cái hết cái đầu 150.000. Vậy là lần này Út cũng làm y thinh cái chiêu vậy đi. Út đưa sẵn 150 luôn. Không có tiền, cái này có tiền. Không có tiền không cho mẹ ít nè anh Long ơi. Trời ơi. Là anh Tống hay chị Chim Sâu? Nhường chú gửi ha. Ừ. Nó có bạn cô nó phải lo đó. Chắc bà cô cũng kêu anh đi mướn ha. Bà cô cũng kêu đi mướn. Nếu mà mướn mình trước đó, mình đi mướn mình hỏi người ta khá là nhiều. Rồi ai chỉ mày lên nhà trọ đó anh? Trời ơi, con ở không biết chỉ. Vậy là anh Long với chị Diêm Sâu là quyết định là người 50-50 50-50 ở nhà trọ à. Là tao nó cũng có nói thì nói là tôi gửi tiền về cho nó tiền nhà trọ. Nó gửi gì gọi là tiền cho 3 tháng. Nó gửi gì nhiêu? Gửi 200 hay là 100? 200. Hả? 200 thì được 5 triệu mấy vậy? 5 triệu. Vậy nay còn 5 triệu rồi hả? 5 triệu đóng nhà trọ 3 triệu. 3 triệu còn 2 triệu, 2 triệu đó lấy tiền đó đi chở mẹ đi khám bệnh. Ờ thì còn 1 triệu đưa cho mẹ đi khám bệnh. Chứ ở ngoài mình lấy thuốc mình mua thuốc nhiều khi người ta không có khám, người ta không biết trong mình sao. Nhưng mà theo con biết nha, mấy bệnh tiểu đường này là khám thời gian là phải đi chụp hình cái đáy mắt, chứ không phải lần nữa nó ảnh hưởng tới cặp mắt đó. Nếu mà để lâu quá đó thì hôm đó Út cũng đi khám nhiều kính mổ mắt á, nó mờ, nó nói Út bị cường. Dạ. Nó nói Út bị cường thì nó cũng cho thời hạn, nhưng nó nói tiền nào nó điện cho hay thì đi lên mổ. Vì sao mà Út chờ hoài không có thấy nó điện tới giờ luôn. Út tính là chỉ có bác cha mổ thôi là Út chưa mổ chưa. Dạo gần đây chị Diêm Sâu thì cũng bữa nay cũng có vốn mà chắc đi bán 50 tờ. Ờ, 100 tờ đủ luôn. Nó bán đảo dữ lắm đó, nó bán 100 tờ đủ luôn. Ờ, vừa bán người ta mua người ta cho tiền thêm. Ờ. Bệnh hả? Trời ơi, phải rồi, mấy ngày ngủ ngoài mưa không rồi. Rồi cộng thêm bị mũi chích nữa. Đỡ chưa? Con dâu bệnh rồi mẹ chồng bệnh nữa.
cô có điện rồi cô nói hỏi thăm cũng vừa bắt đầu cái ho quá cho ho rồi cô nói còn kiếm gì cho chút cho cô ho là ho thì có thuốc dòi tím. Không, bây giờ chở Phụng đi bác sĩ đi. Bây giờ uống thuốc không chịu thì về chích thuốc. Bảo hiểm giờ đâu cần đâu. Đâu có cần đâu, lấy cái là vừa vô là mua lại. Có thể có chứng minh một thuốc được không? Trời ơi, cái bây giờ là bảo hiểm nó nhập vô căn cước hết. À, chỉ cần mình đóng tiền vô là người ta gia hạn trên mạng lại rồi căn cước là tới Úc đi khám mà đưa căn cước rồi ra. Mà ví dụ mình có mắc á là mình yêu cầu người ta là vài ngày sau là người ta gửi, người ta cộng thêm là như 10.000 hay 20.000 gì nữa tiền giấy tờ á. Giờ bữa nay tháng này là nó đổi lại cái thẻ bằng thẻ căn cước, không phải là căn cước công dân. Thẻ mới giờ ta đang làm xài, ta đang làm thẻ căn cước có móng mắt, thẻ mới tháng hôm đó thì đợi tới ngày 1 tháng 7 đi đổi. Bây giờ đổi đi, chừng nào nó đổi rồi giờ nó đổi nữa, đổi nữa còn thời hạn còn tháng ta cũng nói cái thẻ căn cước nào mà còn thời hạn được xài thì nào hết mới đổi. Bây giờ anh suy nghĩ kỹ đi, chở Út đi khám hoặc là rồi tới chị chim sâu, chứ bây giờ hai người bệnh hết trơn cũng khó ha. Bây giờ không mấy chở hai người đi khám hết. Đó. Chở hai người kêu là nhờ mướn taxi đó. Ừ. Trời ơi, đâu có nhiều tiền không? Taxi Út đây lên bệnh viện chỗ Hồng Ngự đó đâu. Mình có xe. Có mấy chục ngàn hả? Không đi xe buýt. Mẹ chồng nè, con dâu nè, rồi anh Long nè, rồi ông Út nè đi lên xe buýt là tới ngay chỗ đó đó, đi khám xong rồi về đi xe buýt về. Ông chở đi còn. Giờ tính về đây anh Long ơi, anh chở chim sâu, còn ông Út chở bà Út đi khám lần một luôn đi. Cho nó thuận tiện. Mọi người nào cũng bệnh rồi. Hôm nay anh chở Út đi đi chứ để bình tình thì cũng đâu được đâu. Vậy đó thì tôi em phiên thôi, còn phiên thôi, cái đó xong là tùy quyết định của Lộc thôi. Bây giờ mỗi lần hãy đi xuất viện thì ông ba ông chở luôn mà. Giờ mai mốt là anh dẫn về anh năn nỉ không được không? Không được luôn hả? Không, ông nói chuyện này dứt hết. Không làm gì ở nhà mà ăn châu vô nhà không hay luôn ta. Tại thằng bắn trước nó vô người sau này nó lấy chén đó. Trời. Lấy có hai tô hải mũ hả? Còn lấy gì nữa hả? Mà Út mà con lấy thiệt á. Kêu đội lấy cơm biển cho nó. Như một gỗ đồ này nè để đó đây. Của nó không đó. Ừ. Có vậy anh Long chở lên sau chứ đi mình sao xách được? Nó đặng cái nồi ăn xong chảo gì anh? Kêu để thay cái chảo đó. Để cái nào của nó lên xách lại đặng đi. Mà có đồ đầy đủ chưa có biết da bọng gì chứ. Cái đặng cũng không có biết da nữa hả? Không, đồ mua da mi. Đồ kia mua da mi. Mua da mini vậy hả? Chưa mua, tính nay mua là chưa. Nay mua luôn. Mua luôn, dọn về luôn. Thôi thì tới đây thôi thì mấy anh em cũng chia sẻ ở đây ăn thua quyết định lâu rồi. Suy nghĩ kỹ ha Long. Thôi chào cả nhà. Chào Út nha. Sức khỏe nha. Dạ, chào khán giả.